Này, có bao giờ bạn bị cảm nắng bởi một người mà có ngoại hình hơi lớn tuổi một chút xíu? Hay bạn thích phi công? Hoặc là bạn thích những người có vóc dáng gầy còm, ốm yếu? Hay bạn thích những cái người mà bụng bự, hoặc là mông to, ngực to? Hay là những cái người mà khiến cho bạn cười? Đây, bây giờ em dùng cái tẩy trang của Pháp nè. Đó, Earl Miscolo de Mac Liberté, Miscolette Lensing Water, Dry Sistering Skin, bắt đầu bén. Bạn có bao giờ tự đặt câu hỏi rằng là tại sao mình lại thích người như thế chưa? Chúng ta thì đều có mẫu người ưa thích hoặc là một vài mẫu người. Những cái mẫu người này thì từ đâu đến? Tại sao ta lại thích người đấy? Bạn có bao giờ đặt ra câu hỏi như thế không? Ngày hôm nay hãy cùng với Mr. Guy đi tìm hiểu cái nguyên nhân của sự thu hút là gì nhé. Và tất nhiên, mời các bạn đến với kênh YouTube của Mr. Guy. Khi bị thu hút bởi một ai đó thì não của bạn tiết ra rất nhiều hormone khiến cho bạn nóng ran hết cả người lên và tim bạn đập nhanh hơn, hơi thở gấp hơn. Cái chất đấy người ta gọi là dopamine. Dopamine thì có tác dụng làm cho con người ta hưng phấn hơn, giống như là khi mà bạn ăn đồ ngọt hoặc là khi mà mình uống rượu chẳng hạn. Dopamine này sẽ giúp cho cơ thể chúng ta hưng phấn này, vui tươi và nhộn nhịp. Tiếp theo là đến norepinephrine và adrenaline. Nó sẽ khiến bạn há khẩu, bạn không biết là mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Có nhiều người khi mà gặp cái đối tượng mà mình thích ấy, người ta sẽ không nói được bất cứ một điều gì hết, giống như kiểu là bạn sẽ không kiểm soát được cơ thể của bạn nữa. Lo lắng, bồn chồn, mất ăn, mất ngủ, làm bạn cả đêm thao thức trằn trọc này, ăn không ngon, ngủ không yên ấy. Nó giống như là tiếng sét ái tình, hoặc là bạn gặp phải chân ái trong cuộc đời của bạn. Các nhà khoa học đã luôn luôn nỗ lực để tìm kiếm xem cái lời giải đáp là tại sao mình lại bị thu hút bởi một người khác. Chắc chắn là bạn sẽ vô cùng tò mò là tại sao mình lại thích người đấy, đúng không? Theo nghiên cứu gần đây nhất của các nhà khoa học thì sự thu hút đến từ bốn nguyên nhân chính sau đây. Thứ nhất, đó chính là ngoại hình. Đương nhiên rồi, ngoại hình thì luôn luôn lấy được cái sự thu hút của người khác, chỉ đơn giản là bạn nhìn thấy người đó là bạn thích. Nguyên nhân thứ hai, đó chính là vị trí địa lý. Ví dụ như là bạn ở thành phố Hồ Chí Minh thì bạn sẽ có mẫu người chung với nhau nhiều hơn. Cái người thành phố Hồ Chí Minh thì thích những người có body chẳng hạn. Đa phần những cái người chung thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ cùng có những cái sở thích như thế. Hoặc những cái người ở Hà Nội thì lại có một cái sở thích rằng là thích những cái người mà trắng trẻo chẳng hạn. Thì đấy, vị trí địa lý cũng chính là nguyên nhân ảnh hưởng đến cái sự thu hút. Cụ thể thì các nhà khoa học đã đi đến một vùng của Nam Phi, thực hiện một cuộc nghiên cứu dành cho những người đàn ông Zulu ở Nam Phi. Ở khu vực đấy thì tỷ lệ người mà bị nhiễm HIV rất là cao, và người ta đã đưa cho những cái người đàn ông Zulu những cái mẫu body khác nhau của người phụ nữ. Cái mẫu người người ta thích đó chính là cái mẫu người mà khá là mập mạp và to tròn, bởi vì là những body mà gầy quá thì sẽ khiến người ta liên tưởng đến cái vấn đề chết vì HIV/AIDS. Cũng những cái hình như thế, người ta dành một cái cuộc nghiên cứu cho những người đàn ông Zulu đã sống ở nước Anh rồi, thì người ta thích những cái người có cái thân hình thon thả hơn một chút xíu, khác so với những cái người đàn ông nhưng mà lại sống tại Nam Phi. Điều đấy chỉ ra rằng vị trí địa lý nơi bạn sinh ra và lớn lên có ảnh hưởng rất lớn đến cái sự thu hút của bạn. Và cũng chính là lý do vì sao mà người Việt Nam thì thích những người có làn da trắng, người châu Âu thì lại thích những người có làn da nâu. Vị trí địa lý chính là nguyên nhân thứ hai của sự thu hút. Tiếp theo là những cái điểm tương đồng giữa hai người với nhau. Ví dụ đi, mình thích người những người thông minh, những người có khiếu ăn nói, khiếu hài hước, hoặc những cái người mà suy nghĩ có chiều sâu một chút. Khi mà hai người không có những cái điểm tương đồng chung với nhau thì rất khó để kéo khoảng cách giữa hai người. Những cái điểm tương đồng đấy chính là cái nguyên nhân mà khiến cho ta thích ở đối phương. Khi mà hai người có nhiều điểm chung thì người ta lại càng bị thu hút bởi nhau. Không biết mọi người có hay xem bói về các cung hoàng đạo hay không? Hai cung hợp nhau, điều đấy không quan trọng bằng việc hai bạn cùng thích tìm hiểu về cung hoàng đạo. Và cuối cùng là có đi có lại. Ta thường cảm thấy hạnh phúc, yêu nhiều hơn những cái người mà biết đáp lại những cái cử chỉ thân mật của ta. Ví dụ như là mình muốn chia sẻ cho bạn về một sự thật về bản thân mình, liệu bạn có đáp lại cái điều đấy bằng cái việc là bạn cũng chia sẻ một cái điều bí mật của bạn cho mình hay không? Đây chính là lý do vì sao mà người ta có một cái thí nghiệm là có 36 cái câu hỏi về tình yêu. Khi mà bạn đọc câu hỏi này và đối phương cũng đọc lại những câu hỏi đấy và trả lời thì các bạn có thể yêu nhau. Trong đấy có một cái câu hỏi rằng là chia sẻ về cái ký ức tồi tệ nhất của bạn, hoặc là chia sẻ về ký ức mà hạnh phúc nhất của bạn.
Những câu hỏi đấy thì có thể khiến cho các bạn gần gũi nhau hơn. Thì đó cũng chính là một nguyên nhân khiến bạn thích đối phương. Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho ta thích ai đó. Nguyên nhân thứ nhất đó chính là ngoại hình. Nguyên nhân thứ hai là về vị trí địa lý. Vị trí địa lý nơi ta ở có thể ảnh hưởng đến cái mẫu người của chúng ta. Tiếp theo là những điểm chung của hai người. Người ta thường thường có cái xu hướng là thích những người có điểm chung với mình hơn. Nguyên nhân thứ tư đó chính là có đi có lại. Khi bạn chia sẻ cái tình yêu của bạn cho người đó và người đó cũng đáp lại cái tình yêu của bạn thì hai bạn sẽ thích nhau. Bốn nguyên nhân trên cũng giải đáp cho câu hỏi là tại sao ta lại thích một người. Nếu như chủ đề ngày hôm nay mà các bạn chưa hiểu thì đừng quên comment xuống phần phía dưới để Mr. Guy giải đáp hết tất cả những thắc mắc của các bạn nhé. Các bạn có gu của mình không? Các bạn bị thu hút bởi ai? Và tại sao các bạn lại thích người đấy? Hãy comment lý do xuống dưới cho Mr. Guy nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip tiếp theo.